Đây các bạn, nay đi tìm ong, mồi ong nhưng mà chưa thấy ong thì thấy một tổ ong vàng. Sau đây sẽ là màn đập tổ ong của thanh niên nguy hiểm áo đỏ. đi chôn tổ ong, đi trêu. Xem là anh có bị tổ ong nó hiếp cho phát nào không? Cười dép sẵn sàng à. Đây chiếc mạng à. Đây tổ ong đây các bạn, tôi chỉ cho các bạn xem đó. Tổ ong vàng. Đây tổ ong vàng đây các bạn. Thấy không? Đó, tổ ong vàng khá to đây. Được đấy, để mà đốt cũng được đấy. Đây. Sau đây sẽ là màn chôn tổ ong. Ui. Vào giật tổ luôn, vào giật tổ luôn, vào giật tổ ông chạy luôn, giật tổ chạy luôn. Ui 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 ui. Tiếp tục sang đập giật tổ luôn. Vào cầm từ tổ đó chứ. Chờ anh thuận. Cái này lấy khó lúc này lấy cơ. Này nó còn chưa ra nhiều. Đập còn được, giờ nó ra nhiều. Xong vào luôn, xong vào luôn. Kênh. Ui, 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 tôi quay phim thôi nhá, tôi không làm gì đâu. Giật tướng ra luôn. Xong vào, chạy vào. Đập vang con ong như là bóng trời anh em ạ. Ây. Xong vào đập liên tục xong là giật tổ ong á. Đập vào tổ ong ấy. Có ong ấy. Đây các bạn. Bạn đây. Ông bay loạn xạ rồi các bạn. Bạn thấy không? Chú ông bay loạn xạ. Vẫn chưa lấy được ông, vẫn chưa bắt được. Có vẻ thằng em tôi là thấm mệt, bây giờ tôi sẽ vào thay. Đi bể lại. Tôi sẽ vào, mẹ tôi chiến đấu cho. Đây 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 đây, chưa đây. Lấy cả dép của em đi. Ôi, chạy thôi.
Đây các bạn ơi, tủ ong vàng ơi. Ra ấy xong. Sau màn chiến đấu với ông vàng đây, đây là cái tổ đó. Nhưng mà ra hết rồi anh ạ, không có hết nhỉ, không có nhộng. Ông ra hết rồi. To nhưng mà. May anh em tôi không bị phần nào, đốt phần nào. Ngà 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 ngà.